Wow. Đây là con cá mập và đây là mắt của nó. Đi nhìn này, và đây là mang của nó, và nó đang làm gì? Ăn thở. Và bạn ấy đang nhìn sang bạn cá đen. Wow. Bạn ấy sẽ nuốt chửng bạn cá đen này không? Không. Nemo đấy, đây bạn cá đen Nemo. Và đây bạn cá đĩa. Đĩa nhìn thấy chưa? Trời, bạn ấy có nhiệm vụ cọ bể bạn ạ. Bạn ấy bơi ngược đấy. Bơi ngược phải cọ bể luôn. Và đây là bạn cá đĩa. Đây là bạn cá con này. Đúng không? Wow. Lươn đĩa. Một bạn lươn. Một bạn lươn rất đẹp luôn. Và bạn ấy sẽ lớn lên. Bạn ấy vừa ăn xong nên bụng bạn ấy rất là to. Tiếp theo là bạn cá hề, nhìn xem. Bạn cá hề rất đẹp luôn mà. Bạn này sẽ đạt kích thước khổng lồ bạn cá hề đâu. Đấy. Bạn lươn ơi, ra đi cho bạn đi xem lượt thân người của bạn nào. Đi ra đi. Xem là đuôi bạn cá mập dài không nào, chúng ta hãy xem đo kích thước bạn cá mập. Rất dài. Wow, rất là dài luôn. Rất là dài luôn. Wow. Đây rồi, và đây chính là bạn cá. Cá gì? Cá đĩa và bạn cá hề khổng lồ.